Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trả lời bạn xem truyền hình về quy định thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mục ống kính truyền hình phản ánh thành phố Thanh Hóa trong những ngày thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Sau đây là nội dung chuyên mục. Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó có những ca không rõ nguồn lây, nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, nhiều địa phương trong tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để bạn xem truyền hình hiểu đúng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung quan trọng của hai chỉ thị này dưới hình thức hỏi đáp. Hỏi: Việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 được thực hiện như thế nào? Trả lời: Chỉ thị 15 quy định dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không được tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thành phố, trừ các cơ sở kinh doanh, các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thực hiện thật nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Hỏi Việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trên các nguyên tắc nào? Trả lời: Thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình, cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Hỏi những trường hợp nào được phép ra đường tại những địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Trả lời, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 13627 về việc hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra vào địa bàn các huyện thị xã thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Theo đó, những trường hợp sau đây được phép ra đường: các bệnh nhân đi cấp cứu do các xe chuyên dụng của các bệnh viện, cơ sở y tế chuyên chở, không phải xuất trình giấy tờ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch các lực lượng hỗ trợ có thẻ hoặc giấy xác nhận do cơ quan đơn vị cấp đối với cán bộ công chức viên chức các cơ quan nhà nước có thẻ cán bộ công chức viên chức hoặc giấy giới thiệu giấy xác nhận công tác của cơ quan chủ quản đối với công nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà máy trên địa bàn huyện thị xã thành phố có thẻ công nhân hoặc giấy giới thiệu giấy xác nhận của công ty cơ sở sản xuất Đối với nhân viên siêu thị, trung tâm thương mại có giấy chứng nhận hoặc thẻ nhân viên do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cấp. Đối với lái xe vận tải hàng hóa cung ứng các mặt hàng thiết yếu, lực lượng shipper có giấy xác nhận của đơn vị, cơ sở cung ứng hàng hóa, các dấu hiệu nhận diện như trang phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, biển tên cá nhân. Tất cả các đối tượng nêu trên trừ lái xe cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các lực lượng hỗ trợ khi di chuyển qua các chốt kiểm soát giữa các huyện thị xã thành phố phải có kết quả xét nghiệm Ritam PCR âm tính hoặc test nhanh kháng nguyên COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đối với những người không có chứng nhận xét nghiệm như trên, khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, phải được test nhanh kháng nguyên COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và phải tự chi trả kinh phí theo quy định. Hỏi những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý như thế nào? Trả lời: Những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như sau: 1. Ra đường khi không cần thiết, phạt tiền từ 1 tới 3 triệu đồng. 2. Không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền từ 1 tới 3 triệu đồng. 3. Tụ tập từ 3 người trở lên, đối với cá nhân phạt tiền từ 10 tới 20 triệu đồng. Đối với tổ chức phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. 4. Giao tiếp dưới 2 mét, phạt tiền từ 1 tới 3 triệu đồng. 5. Vứt khẩu trang không đúng quy định. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200 tới 500 nghìn đồng. 6. Không tạm đóng cửa kinh doanh mặt hàng không thiết yếu. Đối với cá nhân, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với tổ chức, phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng. 7. Che giấu không khai báo y tế, phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, trong một số trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021, thành phố Thanh Hóa áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết người dân thành phố đều đồng thuận và chấp hành tốt các quy định. Đặc biệt, nhiều thói quen sinh hoạt của người dân thành phố đã được thay đổi cho phù hợp với việc chống dịch trong hoàn cảnh mới. Gia đình bà Nguyễn Thị Thắm ở khu phố Minh Trại cùng hàng ngàn hộ dân ở phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trước đây vốn có thói quen đi chợ hàng ngày. Mỗi lần đi chợ, bà thường đi cùng con, cháu hoặc cùng một vài người bạn hàng xóm để có thể trò chuyện. Thói quen này đã được thay đổi kể từ ngày 3 tháng 9, người dân thành phố bắt đầu đi chợ bằng phiếu mỗi người dân được cấp 2 phiếu để đi chợ từ ngày 3 tháng 9 đến hết ngày 8 tháng 9 năm 2021. Mỗi phiếu chỉ được sử dụng một lần cho một người đi chợ. Tại các chợ, Ban Quản lý đã thu phiếu hoặc ghi chép lưu giữ thông tin người đến chợ trong trường hợp cần thiết để truy vết thông tin kiểm tra. Cái việc phát phiếu này tôi cảm thấy là rất là hợp lệ bởi vì là có phiếu rồi là giãn cách đi, chứ đó là trùng chéo dịch bệnh. Tức là một trong bốn ngày thì là gia đình tôi nhận được hai cái phiếu thì là tôi trước hết là có hai cái phiếu thì là ba hộ ba hộ chung một gia đình thì tôi tập trung ra con cái lại cần thiết cái gì thì là đi như tôi là chủ nhà tôi đại diện một hộ một người đi mua như vậy để cho đầy đủ tôi thấy cái việc phát phiếu đi chợ hiện nay là rất là hợp lý để tránh cái tình trạng là tụ tập đông người và kiểm soát được tình hình dịch bệnh hiện nay ạ để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn cũng như người đi chợ bằng phiếu. Theo quy định của thành phố Thanh Hóa, mỗi phường xã thành lập tối thiểu từ 3 chốt trở lên, mỗi chốt từ 3 đến 5 người đại diện các lực lượng chức năng ở địa phương. Việc kiểm tra giám sát các phiếu mua sắm nhu yếu phẩm được các chốt kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm cho người dân được mua sắm đúng người, đúng ngày và thực hiện tốt quy định giãn cách phòng chống dịch trên địa bàn phường thành lập 5 chốt, trong đó một chốt cố định là kiểm soát đối tượng ra những trường hợp mà qua lại vùng giáp danh giữa huyện Quảng Sương với phường Quảng Thành. Và còn lại là 4 chốt, thì 3 chốt là kiểm soát lưu lượng người và xe đi lại qua các điểm chú yếu những cái điểm trọng yếu trên địa bàn phường đồng thời là kiểm soát cái phiếu đi chợ mua hàng nhu yếu phẩm của để hạn chế cái việc đi lại của người dân trên địa bàn phường và một tổ thì chúng tôi thành lập một cái tổ phản ứng nhanh tuần tra lưu động để xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm trong 7 ngày cách ly thì chúng tôi xây dựng là mỗi một hộ dân là được hai phiếu đi chợ trong 2 ngày và chúng tôi có giao cho các tổ giám sát của các đơn vị phố là phân chia cho các hộ dân đi theo từng ngày lẻ ngày chẵn trong tuần để đảm bảo làm sao đó mua nhu cầu thiết yếu và phục vụ trong cái thời gian giãn cách nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sau 5 ngày áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đa số người dân đều đồng thuận và tự giác chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nghiêm túc thực hiện. Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp ra đường nhưng không có lý do chính đáng, các lực lượng chức năng của thành phố và 34 phường xã đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ trên toàn địa bàn thành phố. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2021, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt 536 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 562 triệu đồng. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp. Hiện nay đã có nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã được phong tỏa nhiều gia đình, người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà và khu tập trung. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng, mỗi người dân thành phố Thanh Hóa cần tự giác chấp hành nghiêm túc việc giãn cách theo tinh thần chỉ thị số 16, nâng cao ý thức phòng chống dịch, ai ở đâu ở yên đó, hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cộng đồng và xã hội chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại